Các thức ăn đi vào cơ thể và hấp thu, rồi sau đó nó đi, xong mình đi đến protein. Có bao nhiêu loại, chức năng, vai trò? Rồi, nay mình còn một số ý của protein nữa, rồi mình sẽ qua cái phần mới. Thì protein đối với người giảm cân đi, đối với người giảm cân thì như thế nào? Đối với những người theo mục tiêu giảm cân nè, thì họ quanh đi quẩn lại họ sẽ phải đáp ứng được cái chuyện calorie in thấp hơn calorie out vậy thôi, hoặc gọi là cân bằng calo âm, negative energy balance, thì lúc này nó mới xảy ra cái chuyện là giảm cân. Nhưng mà khi mình cho thâm hụt calo như vậy á, có một chuyện sẽ xảy ra, đó là do nó thấp hơn cái ngưỡng bình thường nên cơ thể sẽ đáp ứng bằng việc chuyển hóa protein. Vì cái cơ bắp và những cái protein là những cái nói nôm na là nó tốn năng lượng, tốn nhiên liệu để nuôi, nên nó là cái đầu tiên mà cơ thể nghĩ đến chuyện loại bỏ ra. Nên nó sẽ xảy ra cái chuyện dùng protein, amino acid nè, dùng cái này để tạo thành năng lượng, tạo thành năng lượng, hay mình hay nói nôm na là nhịn đói, xong rồi để cho nó nghĩ là cắt carb này kia nọ đó, cho nó giảm năng lượng, xong rồi uống uống whey, rồi chỉ có ăn đạm thôi. Nhưng mà lúc này á, cái ly whey hay cái miếng thịt đó nó sẽ chuyển thành một ly nước mía từ 45.000, 30.000 xuống còn 5.000 đó, mất giá trị hết 10 lần, tại vì nó đã chuyển thành năng lượng và nó chuyển hóa theo con đường người ta gọi là gluconeogenesis, tức là tân tạo đường, tức là dùng một cái thứ không phải gluco chuyển thành gluco, nên gọi nó là tân tạo đường. Thì protein lúc này sẽ chuyển hóa thành gluco để cơ thể sử dụng làm năng lượng. Rồi, cả các hoạt động kết hợp, ví dụ như tập tạ hoặc yếm khí hoặc hiếu khí, anaerobic hay aerobic, đều làm giảm đi cái lượng glycogen tích trữ trong cơ bắp, nên nó sẽ càng tăng cái việc mà nó phải chuyển hóa gluconeogenesis này đó, chuyển cái amino acid thành cái đường. Vậy để hạn chế cái việc ví dụ như mất cơ bắp chẳng hạn, mất cơ bắp của mình, thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ làm sao? Theo Quân làm sao để hạn chế được cái việc mất cơ? Ăn cáp vô, cáp muôn năm. Cáp. Vậy là phải bỏ bổ bổ sung cáp trong cái bữa ăn của mình cho nó đủ cái lượng cáp để mình tránh cái trường hợp nó đốt cái cơ của mình để làm cáp. Cáp thì tức là nó vẫn có mặt, ở đây trường hợp là vẫn có mặt cáp, vẫn có mặt phát, nhưng mà cứ miễn mà cái calo in á, nó thấp hơn calo out là cơ thể nó sẽ trigger cái chuyện mà nó dùng protein để nó chuyển thành gluco đó, nên kể cả có cáp nó vẫn làm cái chuyện này. Nên mình sẽ dùng cái nói nôm na là dùng thế mạng, gọi là chơi chiêu ve sầu phát sát á, mình sẽ dùng BCAA. Ở đây mấy bạn tập luyện sẽ biết về BCAA. Đây, BCAA hoặc gọi là branched chain amino acid. Đây là ba cái dạng mà amino acid để cấu tạo nên cơ bắp của chúng ta. Tại sao người ta uống những thứ này như BCAA hay là whey? Vì nó chứa các thành phần này. Ba cái hàng protein này là leucine, isoleucine và valine. Nó là thành phần cấu tạo nên sợi cơ, cơ vân của mình đó. Nên lúc này thằng BCA này khi mình uống trước, trong hoặc sau tập luyện gì đó, người ta cho rằng nó là cái thằng thế mạng đưa cái đống này ra để cho chuyển thành gluco. Từ đó theo lý thuyết đó sẽ giữ được cái lượng cơ của mình mà nó không bào đi cái lượng cơ của mình. Hình dung được không? Đây là cái đội quân thế mạng. Hiểu không? Ok không? Đây là chiêu ve sầu phát sát. Ok, tức là những thằng này là sẽ bỏ vô thay thế cho cái việc mất cơ bắp. Đúng rồi. Đó, mình đầu tư tiền vô để lấy cái đống này ra chuyển thành đường. Mà một muỗng này không biết nhiêu tiền hả Tuấn? Một muỗng BCA này bao nhiêu tiền? Nhớ hình như hồi đó mua 90 muỗng là tầm nhiều, quên lâu quá. Nó tầm khoảng 600-700 nghìn một hũ, chín chắc 90 đúng liều. rồi. 90 liều thì chắc nó khoảng mười mấy ngàn ha, chắc mười mấy ngàn ha.
Đó, thì Hình như nó vẫn mắc hơn một ly nước mía nhưng mà nó đỡ hơn, nói chung là nó giữ được cái lượng cơ của mình đó, theo niềm tin lý thuyết là vậy. Ok, bởi vì cơ thể luôn duy trì mức gluco ở ngưỡng cân bằng homeostasis đó, nên chúng ta phải có cái chiêu chơi lại với nó như vậy. Rồi, vì vậy chúng ta bên cạnh cái việc nạp BCA trong lúc tập luyện thì mình có thể tăng thêm cái hàm lượng protein trong chế độ ăn của mình để cho nó cân bằng được cái lượng nitrogen không bị mất trong cơ thể, làm cho giữ được cái lượng cơ đó. Rồi, đây là cho trường hợp mấy người mà muốn muốn giảm mỡ, giảm cân là chính, tại vì phải hâm hụt calo. Rồi, đến ví dụ protein cho người tập thể hình đi. Người tập thể hình á, cái vấn đề khó nhất của họ là làm sao không có giảm cân mà là giảm mỡ, tức là họ phải giữ được lượng cơ và họ phải giảm được cái lượng mỡ đó đi. Thì giảm mỡ cũng tương tự, giảm mỡ thì họ sẽ cắt giảm mỡ bằng cách là họ giảm cái lượng carb lại, có thể là cũng có hâm hụt calo, nhưng mình sẽ cũng giống như ở trên là mình sẽ bù trừ lại bằng cái việc ăn nhiều đạm lên, ăn khá nhiều đạm, ăn rất nhiều đạm. Bình thường ví dụ người ta khuyên là ăn khoảng 1.2 đến 1.7 trọng lượng, 1.2 nhân với 1.7 đến 1.7 nhân với hệ số cân nặng của mình sẽ ra được cái bao nhiêu gram protein mình cần ăn. Nhưng mà đối với người tập thể hình, nhất là giai đoạn mà siết á, siết cân để giữ được khối lượng cơ đó, họ sẽ phải ăn có khi lên 1.8 hoặc là 2 chấm chẳng hạn, tùy theo cái khối lượng cơ thể của họ để giữ được khối lượng cơ mà không bị break down cái muscle xuống, không bị mất cơ. Đó. Rồi, ở đây người ta nhấn mạnh là grammatical, tức là nạp rất là nhiều thêm cái lượng protein vô để bù trừ lại. Và hầu như trong giai đoạn mà cutting á, nó nếu không có xài đồ công nghệ á, thì hầu như sẽ ở mức độ mình giữ được cơ là tốt rồi đó, là gọi là lý tưởng á. Chứ mà nói là giai đoạn mà cutting mà để tăng cơ á, thì nó hơi viển vông, nó hơi khó, tại vì đây là giai đoạn cơ thể bị stress, tất cả mọi thứ đều làm cái chuyện là phá hủy cơ ra hết, nên việc giữ được cơ là một cái đáng mừng đối với gọi là natty natural. Rồi, vậy thì ở đây người ta khuyến nghị bao nhiêu cho đủ? À, bên cạnh đó thì còn có nạp carbohydrate đây. Trong thực tế, nếu có ăn carbohydrate trong giai đoạn này 1 gram trên ký trọng lượng cơ thể, thì đặc biệt sau những cái buổi tập nặng đó, sẽ giống như là nó sẽ kích thích cho hạn chế cái việc phá hủy cơ, và lúc này tổng hợp cái protein, nói chung là chip ít, chứ không phải như chúng ta thường nghĩ là phải cắt hết toàn bộ carb để cho nó khô, mà thật ra là phải duy trì cái lượng carb cho nó phù hợp. Rồi, ở đây người ta khuyến nghị tăng thêm khoảng 14 gram protein mỗi ngày trên cái khẩu phần bình thường. Rồi, ở đây và có thể duy trì mức calo tăng lên khoảng 2 đến 400 hàng ngày. Nó trồi lên để cho nó giữ được lượng cơ cũng như năng lượng cho nó đủ. Đó, bên cạnh đó thì cần bổ sung thêm protein, extra protein thêm. Rồi, cái việc ăn nhiều đạm nó còn giúp ích cho chúng ta ở việc tạo cho chúng ta no lâu. Ăn protein, nhất là mấy bạn nếu mà đi ăn buffet, ăn xong một phần nó no lúc đó, nhưng mà thật ra nếu ăn đủ đạm thì nó no luôn cả tới ngày hôm sau chẳng hạn vậy. Nó no kéo rất là dài. Nên đặc biệt là những cái chế độ mà ăn kiêng chẳng hạn, ăn clean hay ăn IF hoặc ăn bất cứ gì cũng vậy, nếu chúng ta ăn đủ đạm thì sẽ giúp chúng ta vượt qua được cái giai đoạn mà nhịn ăn chẳng hạn, nó sẽ tốt hơn, nó không có bị thèm ăn, nó không bị đói, không bị thèm những cái đồ ăn vặt bậy bạ đó. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta nạp cái protein vào đó, nó kích hoạt một số cái hormone, một số cái enzyme. Cái việc tăng cái amino acid trong dạ dày đó, nó sẽ kích hoạt một cái enzyme tên là CK, là cholecystokinin. CK này nó làm cho chúng ta no, nó báo hiệu tính cho chúng ta ăn như đây là no, nên chúng ta hay nói là nên ăn chậm để cho những cái quá trình hóa học này nó diễn ra đủ đủ
đủ trong cái khoảng thời gian đó và chúng ta đủ no. Vì khi mà có mặt của đạm amino acid thì bắt đầu nó sẽ sinh ra quá trình này. Bên cạnh đó thì khi có amino acid nó cũng báo tín hiệu lên não bộ chúng ta, trung tâm thần kinh chúng ta, là báo hiệu cho tín hiệu no đó, và lúc này sẽ tiêu hóa cái lượng protein đó. Nên mình cũng hay thường khuyên khách hàng là đừng có để quá đói rồi mới ăn, tại vì khi quá đói chúng ta bị cái là chúng ta ăn nhanh, chúng ta ăn quá nhanh, mà thành ra quá nhanh như vậy nó sẽ dẫn đến là ăn quá nhiều, kiểu cái cơn cái những cái enzyme trong cơ thể nó chưa kịp phát tín hiệu là báo no thì chúng ta đã nạp một lượng quá nhiều rồi. Thì lúc này chúng ta cần ăn chậm, bình tĩnh lại và nên ăn đúng giờ để hạn chế cái việc mình ăn trễ xong rồi cái mình phải ăn nhanh chẳng hạn, hoặc là mình đói quá, hoặc là do cái công việc gấp quá chẳng hạn, mình phải cứ ăn cho hết một phần gì đó. Rồi cái protein recommend thì là ở đây người ta khuyến nghị 0.4 đối với người bình thường, đối với người tập sức mạnh strength athlete thì khoảng 0.8 và người tập sức bền khoảng 0.6, ngưỡng trần 0.5 đến 0.8 hoặc 0.5 đến 0.6. Vì cái người strength athlete hoặc là bodybuilding này kia thì họ thường tập kháng lực, phát lực mạnh với lại tập nặng để phát triển cơ bắp, nên họ cần nạp lượng đạm cao hơn. Còn những người tập sức bền á, thật ra họ không cần duy trì cái lượng cơ nhiều mà họ sẽ tập trung vào ăn nhiều calo bằng cái lượng carb nhiều hơn để họ duy trì được cái thời gian hoạt động lâu. Rồi, một số cái mà gọi là tiêu cực khi ăn quá nhiều đạm, người ta cho rằng nó, người ta mình hay nghe là ăn nhiều đạm sẽ bị quá tải gan thận chẳng hạn vậy. Nhưng mà hiện tại thì chưa có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng ăn cái việc quá nhiều đạm như vậy ảnh hưởng đến thận. Nếu như chúng ta nạp đủ nước, ăn nhiều đạm thì phải uống đủ nước. Ở đây có nhấn mạnh uống nước nên tăng nhiều lần, ở đây là 7 lần so cái lượng tiêu hóa đạm nó sẽ cần cái lượng nước gấp 7 lần so với tiêu hóa chất béo hoặc là carbohydrate. Nên trong giai đoạn nếu như mà bạn cutting hoặc là bạn ăn kiêng mà chế độ protein cao thì chúng ta nên duy trì uống nước tăng hơn bình thường, có thể 2 đến 3 lít nhiều hơn bình thường. Rồi, ở đây là một số về nhìn qua lại về protein. Đó, cứ nhớ là protein cung cấp đủ ở trong điều kiện bình thường để duy trì các chức năng sống. Và nếu muốn nếu ăn quá ít thì nó sẽ nếu ăn quá ít protein nó sao ta? Hôm trước nếu ăn quá ít, nếu ăn quá nhiều thì nó thành chất béo. Còn nếu ăn không đủ thì ở đây nó sẽ chuyển thành cái gì hôm trước nói quên. Dùng ăn ít thì nó sẽ kiểu ảnh hưởng đến các chức năng chuyển hóa. Rồi, nên cân bằng là tốt nhất. Nếu như chúng ta ở mức độ bình thường, khỏe mạnh thì ăn đủ. Rồi. Rồi tiếp theo là carbohydrate. Mình sẽ đi qua carbohydrate. Carbohydrate. Chúng ta có các cái nguồn carbohydrate phổ biến nào? Tuấn, chúng ta có các nguồn carbohydrate nào? Có từ cơm, bánh mì. Rồi từ đường là cái rõ ràng nhất. Ok. Rồi trái cây nhiều lắm. Ok. Và cái gì ta? Có đọc ở đâu đó là thêm rau củ nữa. Rau củ. Chất xơ cũng là một dạng carbohydrate. Đúng rồi. Chất xơ cũng là carbohydrate luôn. Hầu như tất cả các loại sản phẩm trên thị trường và kể cả sản phẩm tươi sống đều chứa carbohydrate trong đó. Có một số chế độ ăn như là keto, người ta khuyên là ăn dưới 20 đến 25 gram carb một ngày. Thật ra 20 đến 25 gram carb đó, thật ra là mình nhịn carb luôn á. Mình chỉ lấy cái nguồn carb đó từ rau thôi là mới đáp ứng được cái đủ để làm mà keto. Còn nếu mà mình có ăn cơm thì keto là nó sẽ hơn cái 25 gram đó một ngày. Rồi thì mình có những cái dạng sau đây. Mình chia hai dạng chính là đơn giản và phức tạp. Thì đơn giản mình có hai cái nhánh nữa là monosaccharide là một phân tử đường và disaccharide là hai phân tử đường.
Thì trong nhóm monosaccharide chúng ta có ba thành chính là gluco quá nổi tiếng, rồi bên cạnh là fructose và galacto. Rồi bên hai phân tử thì chúng ta có manto, sucrose. Sucrose là đường đôi, là một gluco kết hợp với một fructose sẽ ra một sucrose. Rồi cái nữa là lacto có trong sữa. Rồi bên cái phần phức tạp thì nó sẽ liên kết với nhau nhiều hơn. Những cái thằng đơn giản này nè, một gluco, ví dụ một gluco gắn một fructose ra một sucrose. Còn bên này ví dụ như gluco fructose liên kết với nhau, xong liên kết tiếp nữa với những cái phân tử sucrose giống nhau dài ra nữa, thì nó hoặc là nhiều phân tử gluco gắn với nhau dài ra, nó sẽ tạo thành tinh bột hoặc glycogen. Glycogen là dạng dự trữ trong cơ thể và chất xơ fiber. Chất xơ cũng là carb đó, nên mới nói là ăn rau thôi là đủ carb để keto rồi. Rồi thì trong này hình minh họa nó hơi mờ xíu, ví dụ gluco là một phân tử monosaccharide, đây một cái mono. Còn ví dụ disaccharide hoặc là polysaccharide, ví dụ đi thì nó sẽ có hai phân tử đường kết hợp với nhau, còn ví dụ polysaccharide thì nó sẽ kéo dài thành một chuỗi, và khi vào cơ thể chúng ta một chuỗi này nó sẽ phân nhỏ ra lại cho đến khi nó thành gluco hoặc là fructose hoặc là galacto gì đó, thành cái đơn vị nhỏ nhất để nó thành cái mảnh ghép cho cơ thể, được không? Đây rồi thì sugar start, mình có đường, tất cả mọi thứ cơ thể chúng ta chỉ xài gluco, mọi thứ sẽ chuyển thành gluco để cho cơ thể xài, được không? Nên ăn cái gì cũng vậy, cuối cùng cũng sẽ thành gluco, chia nhỏ nhất thành gluco, kể cả ăn fructose đến cái đích cuối cùng cũng sẽ thành gluco luôn. Đó thì như mình ăn đường, đường bình thường nó ly giải thành gluco, xong rồi nó sẽ bị oxy hóa và tạo thành năng lượng ATP. Rồi nhắc lại, gluco bị oxy hóa thành ATP, cái đoạn này đây là chạy hệ năng lượng số mấy Duyên? Đây là chạy hệ năng lượng số mấy, con đường năng lượng nào? Số À, ok, đúng rồi. Con đường số 3, oxy hóa, con đường aerobic á, chạy marathon này kia nọ đó, sẽ oxy hóa gluco để chuyển thành năng lượng. Rồi, nếu như chúng ta ăn gluco nhiều quá thì sao? Thì nó một đi thành lycogen. Lycogen này nó sẽ dự trữ thực tế ở hai nơi. Một là ở gan và hai á là trong cơ. Tại sao nó nằm trong cơ và tại sao nó nằm ở gan? Hình như trước có nói rồi, ai còn nhớ không? Quân còn nhớ không? Tại sao nằm trong cơ và tại sao nằm trong gan? đó là một phần lựa dự trữ của cơ thể mà đúng không? À, đúng rồi, lycogen là một dạng dự trữ của gluco trong cơ thể. Ừ. Thì tại sao nó là nằm trong cơ và tại sao nó nằm trong gan? Ai biết cứ nói. Có cơ chế cơ thể mình để dự trữ năng lượng khi mà mình cần là nó dùng luôn, À. tiện thể, tiện hơn. À, đó đúng rồi đó. Thì nằm trong cơ vì sao? Nó phải nằm trong cơ vì ví dụ chúng ta tập tập luyện, chúng ta bộc phát năng lượng liền, như ví dụ như chạy 100 mét, hoặc ví dụ như chúng ta bật nhảy chẳng hạn, thì cái gluco nằm trong cơ, kiểu nó sẽ luôn có trong máu và trong cơ nó sẽ ly giải cái glycogen trong cơ này nè để nó làm cái nguồn năng lượng nhanh, được không? Làm nguồn năng lượng nhanh để thực hiện những cái hoạt động bộc phát theo con đường số 1 và con đường số 2. Con đường số 1, số 2 luôn. Đó, đó là vai trò của glycogen trong cơ. Nó cung cấp cái nguồn glucose ngay lập tức. Bên cạnh đó, nó còn có glycogen trong gan để làm gì? Để nó duy trì cái nồng độ glucose trong máu. À, tại vì các bạn cứ thử hình dung khi chúng ta tập luyện bắt đầu tế bào xài gluco để sinh năng lượng, thì lúc này máu phải truyền tiếp cái gluco vào trong tế bào làm cho cái nồng độ gluco trong máu giảm xuống, thì lúc này cái lượng glycogen còn lại trong gan bắt đầu nó sẽ đẩy vào trong máu, được không? Và nó có thể duy trì được cho chúng ta vận động khoảng 120 phút, 90 đến 120 phút gì đó, thì cái lượng này nó mới dần cạn xuống, thì lúc đó nó cũng sẽ thường
phù hợp với lại cái thời gian chúng ta hay đi tập. Đó, người ta cũng hay khuyên tập trong khoảng thời gian đó, 60, 90 phút hoặc là 120 phút gì đó, để lúc này là lượng glycogen bắt đầu hạ xuống thiệt thấp nè, gọi là glycogen depth á, thì lúc này nó mới lo chất béo nó xài. Đó. Nhớ cái sơ đồ hôm trước chúng ta xài có ba cái đường xài bằng năng lượng đường và một con đường xài bằng năng lượng chất béo, thì nó ở đây. Và bởi vì để kích hoạt con đường oxy hóa này nó lâu, phải mất khoảng 3 phút nó mới kích hoạt được con đường oxy hóa aerobic, nên oxy hóa đây tức là trao đổi oxy giữa tế bào, chứ không phải là lúc đó chúng ta nín thở hay là chúng ta thở, chúng ta luôn thở, nhưng mà cái tốc độ trao đổi của tế bào nên nó cần thời gian lâu để kích hoạt. Thì trước đó nó phải có một cái lượng gluco và glycogen có sẵn trong cơ và trong gan, trong nồng độ máu mình. Rồi bên cạnh đó ăn nhiều nữa, khi mà nó tích trữ cho cái dạng glycogen này đủ rồi đó, đến cái gọi là homeostasis rồi đó, cân bằng, nó chuyển qua tích trữ dưới dạng mỡ, rồi xong thành mỡ. Đây là lý do ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị mập, ăn nhiều gluco mập, rồi ăn đồ ngọt mập ha, hoặc là nó cộng hưởng với những cái amino acid không thiết yếu để tổng hợp nên protein. Rồi đó là cái tiêu hóa, về quá trình tiêu hóa carbohydrate thành các cái gì ở dưới đây. Rồi bên cạnh đó thì riêng cái cellulose là chất xơ mình sẽ không tiêu hóa được, mà nó sẽ đi nguyên hình vạn trạng từ lúc vô cho đến lúc ra luôn, vì mình không có cái enzyme để phân giải nó. Rồi đây thì đây là cái chuyển hóa của carbohydrate. Carbohydrate khi nạp vô, như chúng ta thấy là ở đây cái trọng tâm nó là gluco nè, tất cả mọi thứ sẽ chuyển về gluco. Nếu dư tích trữ thành glycogen, thì ở đây cái tên của quá trình này, ở đây là cái tên của quá trình gọi là glycogenesis, gọi là hình thành nên glycogen là glycogenesis. Còn nếu như lúc này nồng độ gluco trong máu thấp xuống thì nó sẽ ly giải cái glycogen này ra bằng quá trình glycogenolysis để thành lại gluco bình thường. Đó, cơ thể nó tự động nó cân bằng, nó luôn cân bằng như vậy, tùy theo lúc mình ăn hay lúc mình tập hay lúc như thế nào đó. Để sinh ra cái gì? Sinh ra năng lượng. Từ gluco này nó lại tiếp tục sinh ra năng lượng để đi vào quá trình tạo thành acetyl-coenzyme này, để tạo thành năng lượng ATP cuối cùng và đi ra thành mồ hôi và CO2 đi ra ngoài. Nên hôm trước có nói việc chúng ta tập để chúng ta thở ra oxy là nó đó, đây nè. Đó, bên cạnh đó thì có một lượng amino acid trong cái phần protein nè, nó cũng chuyển thành năng lượng. Một phần của chất béo cũng chuyển thành năng lượng, cộng hưởng trong quá trình này để sinh năng lượng, tại vì cơ thể liên tục cần năng lượng. Rồi. Bên cạnh đó, cái thằng amino acid nè, hồi nãy chúng ta mới vừa học là có cái giai đoạn gọi là tân tạo đường đó, gluconeogenesis. Amino acid dư quá đây, dư nhiều đây, hoặc là lượng carb thiếu nè, hoặc là calo trong người thiếu. Amino acid đây đi qua con đường này, chuyển thành đi thông qua con đường gluconeogenesis, chuyển hóa thành gluco và tích trữ dạng glycogen nếu mà dư. Còn nếu không thì nó sẽ nằm trong máu chẳng hạn. Đó, các bạn hình dung được không? Nó liên quan đến nhau, tất cả các con đường sẽ liên quan với nhau, chuyển qua chuyển lại vậy đó. Rồi. Khúc này mọi người hiểu khúc này không? Có thắc mắc gì không? Cái sơ đồ nè. Duyên hiểu không Duyên? Ok. Không hiểu không? Đi theo từng mũi tên một thôi. Chúng ta hiểu nôm na, hiểu sơ sơ cũng được. Thật ra lúc đầu mình học mình cũng không hiểu đâu. Từ từ, ngồi nhìn hoài nó sẽ hiểu. Rồi. Chắc phải nhìn thêm vài bữa nó sẽ hiểu. Đúng sẽ rồi. Hiểu. Cứ bật lên coi lại rồi, coi cái hình, coi đi coi lại sẽ hiểu. Rồi. Hồi nãy có nói là rotto, hai cái mà chúng ta thường thấy trong thức ăn á, là gluco và rotto. Mà cái gluco này á, nó không có tạo nên cái vị ngọt, cái vị ngon của đồ ăn, mà cái tạo nên cái vị ngon đồ ăn là rotto. Đó, ví dụ như ly cà phê sữa mình uống, ví dụ như ly Highland, ví dụ như cái bánh mình ăn có corn syrup chẳng hạn. Đó,
những hoặc là mấy cái trái cây đó. Thì khi hai cái thằng này vào cơ thể, cái thằng fructo này á, đây là cái tế bào ruột, đây là ruột non nè, đây là cái mô hình ruột non. Gluco và fructo đều sẽ đi qua cái này, nhưng phần lớn á, nó sẽ vẫn đi qua dưới dạng fructo này trước, và một số ít nó sẽ chuyển thành dạng gluco và đi qua kênh glut 2 chuyển thành gluco. Rồi vậy quá trình của nó là như thế nào? Đây, nếu mà theo sơ đồ này sẽ nhìn rõ hơn. Bởi vì từ fructo mà chuyển thành gluco, nó đi con đường rất là dài, từ đây xuống đây rồi dòng lên này mới đi về máu dưới dạng gluco. Nên một phần, một số ít nó sẽ đi làm năng lượng, nhưng một số ít kia, phần lớn á, nó tính ra là phần lớn á, nó sẽ đi thẳng xuống thành chất béo dưới này, fatty acid nè. Fatty acid một phần thành năng lượng và sinh ra acid lactic, lactate, tùy theo chúng ta tập luyện, giống như chúng ta tập tập tạ kiểu bodybuilding chẳng hạn, thì và thật ra cơ thể liên tục sản sinh ra mấy cái enzyme này, lactate này kia nọ. Rồi sau khi cái này xong thì nó mới, cái này là một con đường ha, còn con đường còn lại nó mới đi thành gluco. Đi thành gluco mà nó phải chuyển thành glycogen trước. Nó phải từ fructo chuyển thành glycogen. Sau đó khi cơ thể có nhu cầu á, nó mới ly giải cái glycogen này ra để thành gluco để xài. Nên quãng đường này dài. Quãng đường này từ fructo mà thành gluco nó rất là dài. Nên nói cái chuyện mà ăn trái cây giảm cân á, là chưa chắc, chưa hẳn. Nếu như bạn thâm hụt calo, ok, có thể, tại vì lúc này cơ thể liên tục thiếu calo. Nhưng mà nói là ăn bình thường mà tập trung ăn trái cây nhiều, cắt ăn cơm đi, bỏ ăn cơm mà ăn trái cây á, thì chưa chắc cơ thể nó cần chuyện đó, vì nó xài gluco chứ không xài fructo, được không? Nên và các bạn cũng biết là ăn cơm á, mình phải ngậm một hồi mình mới thấy cái vị ngọt nhẹ của nó. Còn ăn fructo á, cắn miếng trái cây, miếng xoài vô hay là một cái trái gì đó vô thì thấy nó ngọt ngay. Đó. Thì đó là cái sự khác biệt. Và luôn nhớ là cơ thể sẽ dùng gluco chứ nó không dùng fructo. Rồi, tiếp theo. Cái này cũng giống vậy, chuyển thành triglyceride fatty acid. Cái này để nói lên cái việc cuối cùng nó đi thành chất béo thôi, fructo. Rồi. Có câu hỏi gấp tức là cái lactic acid lactic đó là cái lactase là giống acid lactic đó hay là sao? Acid lactic người ta gọi là quá trình lactase nè. Ok, tức là cái đó là cái một phần gây ra cái người ta bị cái mỏi cơ. Gút hả? Không, mỏi cơ nhầm. Bị mỏi cơ. Giống như chúng ta tập hồi cái mỏi. Mỏi quá trời mỏi là do cái acid lactic này ra sinh ra. Nên mà nó gọi là quá trình lactase. Ok. Còn cái acid kia là acid uric chứ không phải là acid lactic. Rồi. Ok, một cái tiếp theo là ai ăn kiêng hoặc là tập luyện cũng biết, đó là chỉ số GI, glycemic index, tức là cái hàm lượng, nó nôm na là hàm lượng đường trong cái thực phẩm đó, hoặc là chất xơ trong cái thực phẩm đó. Thì cái GI thấp và medium được xem là có lợi cho sức khỏe hơn là những cái thực phẩm có chỉ số GI cao. Mà GI thấp thì đồng nghĩa với việc là chất xơ trong nó cũng cao, nên sẽ giúp cân bằng, kiểm soát cái lượng đường trong máu và có lợi cho các bệnh lý về tim mạch, tiểu đường chẳng hạn. Đó, thì nên, và những cái thứ này nó sẽ là khá mắc, tại vì nhu cầu chúng ta tăng nhiều thì nó sẽ mắc hơn so với bình thường, giống như một ổ bánh mì đen thì sẽ mắc hơn ổ bánh mì trắng chẳng hạn. Đó, nếu như chúng ta đang là người khỏe mạnh bình thường thì mình nghĩ nên kết hợp low hoặc là medium GI với nhau, khoảng dưới 70 thì ok. Có thể những bữa mình ăn bánh mì đen, có bữa những bữa mình ăn khoai, có những bữa mình vẫn ăn cơm, chứ đừng có cái nào nó quá kiểu khắc nghiệt, tại vì mình không phải đến mức như vậy. Để nói chung là mình tập cho khỏe thì ok, cứ ăn bình thường, người bình thường ăn sao mình ăn vậy, kiểu như vậy. Chỉ là đừng có hạn chế ăn những cái high GI quá nhiều, như là gì đây, như là để xem một số cái nào ở đây. Watermelon 72, dưa hấu
bánh mì trắng 100. Rồi oatmeal là gì ta? Bánh khoai tây, bánh mì. Baked potato là potato nướng á. Potato nướng à, là khoai tây bỏ vô nướng lên không? Đó. Rồi. Đó, đúng rồi đó. À, hồi trước á mình có một anh khách, hồi đó mình không biết, có một anh khách ảnh nói ảnh tối ảnh sợ mập, ảnh không ăn cái gì hết. Cái ảnh đi vô siêu thị ảnh có phát hiện là có một cái loại quả tên là quả chà là. Quả chà là ăn nó ngọt nhẹ, nó ngọt thanh. Thì ảnh nghĩ nó ngọt ít như vậy thì là nó tốt. Nhưng thật ra cái quả chà là đó GI rất cao, siêu cao, và bên cạnh đó cái việc mà họ đem đi sấy á, nó làm cho cái hàm lượng đường nó cô đặc lại càng nhiều hơn nữa. Nên nghĩ tốt nhưng chưa chắc nó tốt. Nên có gì cần phải check lại một cái trước khi mình tiêu thụ nó. Rồi. Chuyên có gì muốn nói về cái chỉ số GI này không? Có kinh nghiệm gì không về quản lý ăn uống? Không nghe rõ, nói gần vô xíu. Mình nên lên danh sách những thứ mình nên ăn trước để mình ăn trong cái list đó. Còn những cái mà ngoài list thì mình nên kiểm tra trước khi mình ăn xem có nó nằm ở chỉ số GI nào. Ok. Đó. Thật ra là khi mình ăn nó cũng sẽ quanh đi quẩn lại một số đó thôi. Ít khi nào mình ăn những cái lạ, thỉnh thoảng ăn một vài cái lạ. Rồi. À, một cái nữa muốn chia sẻ là cái low GI này rất là quan trọng đối với những khách mà bị tiểu đường á. Thì bị bệnh tiểu đường là khiến cho cái lượng đường trong máu họ không kiểm soát được á, thì giống như khi họ bị thiếu đường á thì chọn sản phẩm high GI, chẳng hạn như là muốn thêm biết là chuối là một cái khá là cao ở đây, ở mức trung bình mà có thể giúp cho họ đẩy cái GI của họ lên lại được, nó tiếp tục tập luyện. Và nhưng mà về lâu dài họ vẫn nên ăn những cái sản phẩm mà low GI để có thể điện kiểm soát tốt cái lượng đường trong máu của họ, tránh cái bệnh. Vẫn là nên ăn duy trì cái chế độ low hoặc là medium GI để duy trì cái lượng đường trong máu. Còn ví dụ như tập mà ví dụ nhịn ăn đi, bị tụt đường huyết gì đó, thì hoặc là trước cái một buổi tập nặng á, nên ăn high GI để có cái nguồn năng lượng và cái lượng đường phù hợp để tập chẳng hạn vậy. Rồi. Nói về chất xơ. Chất xơ có nhiều lợi ích cho cơ thể, ai cũng biết từ nhỏ đã được khuyên là nên ăn nhiều rau đi con. Và đến lớn cũng vậy. Đó, nếu mà không ăn rau đến hồi bệnh cái nói tại mày không ăn rau chẳng hạn vậy. Rồi, nó có những lợi ích gì? Nó sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta hoạt động chân chu hơn. Rồi, nó sẽ giúp cho giúp cho chúng ta kiểm soát được lượng đường trong máu. Rồi, giúp cho chúng ta dễ giảm cân hơn và dễ giúp chúng ta hạ được cái lượng cholesterol. Ở đây là cholesterol xấu trong cơ thể xuống. Đó. Rồi, thì có hai dạng về chất xơ, là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Cả hai cái đó đều giúp chúng ta kiểm soát việc tăng nồng độ đường trong máu. Đó. Và từ đó giúp chúng ta kiểu tăng lại cái, đối với một số người bị tiểu đường á, thì sẽ giúp cải thiện cái việc độ nhạy của insulin lên. Rồi đối với chất xơ hòa tan á, thì nó sẽ chuyển hóa thành dạng gel trong cơ thể cộng với nước, thành dạng gel trong cơ thể. Cái này về chức năng của cái dạng gel này để cung cấp, hình như là cung cấp và chuyển hóa một số chất trong cơ thể. Tạm thời quên cái chức năng của cái dạng gel này rồi. Giống như nó sẽ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu hơn. Ở trên thị trường có một số loại mà thực phẩm bổ sung cho người chạy marathon hoặc cái mấy môn đường dài là dạng gel mình ngậm mình nuốt vô. Chắc nó là một cái dạng giống như vậy, carbohydrate sau khi mà chuyển hóa thành glucose. Rồi giúp cho chúng ta no lâu hơn, làm chậm quá trình tiêu hóa ở đây là giúp no lâu hơn, hạ cholesterol máu. Bên cạnh đó thì hình thành, còn cái loại mà không hòa tan, cái loại không hòa tan có hai loại, thì cái loại không hòa tan thì nó giúp cho thức ăn đi nhanh, quá trình tiêu hóa đi nhanh hơn. Khi nó vào đường ruột, nó hình thành nên các khối vân lớn hơn, đi nhanh hơn, hạn chế cái việc
Nếu như cái tốc độ mà thức ăn đi trong đường ruột của mình á, nếu như quá nhanh thì cơ thể nó chưa kịp hấp thu dinh dưỡng là một, thứ hai là nó chưa kịp lấy cái lượng nước từ thức ăn vào, nên nó sẽ dễ bị tình trạng bị tiêu chảy. Còn nếu như cái thực phẩm đó nó di chuyển quá chậm thì lúc này cơ thể chúng ta lấy quá nhiều nước, cái đường ruột chúng ta lấy quá nhiều nước từ cái khối thức ăn đó, nó dẫn đến chúng ta bị bón. Nên người ta mới khuyến nghị là nên kết hợp một chế độ ăn có kết hợp rau vô, có lợi cho tiêu hóa hơn. Nói chung là dễ chịu hơn cái đường tiêu hóa. Fat và carbohydrate. Fat và carbohydrate này, về khi mối tương quan giữa tập luyện, cường độ tập luyện và việc sử dụng carbohydrate hay fat, thì giống như ba con đường năng lượng thôi. Chúng ta nếu cường độ tập mà càng nhẹ, trung bình hoặc là thấp á, thì là chúng ta sẽ xài phần lớn năng lượng từ chất béo. Còn nếu như chúng ta xài cường độ cao, ví dụ chạy 100m hoặc nâng tạ nặng, thì chúng ta sẽ phần lớn xài năng lượng từ đường chứ không có xài năng lượng từ chất béo. À, ví dụ như chúng ta đang chạy bình thường, chạy chậm, cái tự nhiên chúng ta bộc phát, chúng ta chạy nhanh lên, thì nó sẽ chuyển dần sang cái chuyện chạy bằng công lượng đường, nó sẽ dùng năng lượng đường nhiều hơn. Còn hoặc là chúng ta đang tập chạy nhanh rồi chúng ta chạy chậm dần và duy trì cái đó, thì nó sẽ chuyển dần qua xài năng lượng từ chất béo nhiều hơn. Rồi, đây là một số khuyến nghị về việc dung nạp carbohydrate theo độ tuổi. Ít nhất đây là mức giới hạn thấp nhất, từ 6 tháng tuổi 60g. Ở đây ví dụ như cần lưu ý đối với người bình thường khỏe mạnh 8 đến 19 tuổi hoặc hơn 19 tuổi là 130g, phổ biến nhất là 130g hàng ngày. Đối với người phụ nữ mang thai 175. Rồi, lactation. Lactation chắc là những vận động viên tập body vì họ sản sinh acid lactic nhiều. Đó là về carbohydrate. Để xem qua cái này xem có bị sót ý gì không. Tiêu hóa, hấp thu, sử dụng có trong các dạng thức ăn, mật ong, trái cây. Mật ong là đường gì các bạn? Mật ong là fructose hay glucose? Fructose. Mật ong là fructose. Nên cơ bản nó là fructose. Nhưng người ta nói nó tốt vì nó có nhiều cái khoáng chất. Hình như là khoáng chất và dinh dưỡng là tạo nên chất đề kháng cho cơ thể gì đó, những cái lợi ích bên cạnh của nó. Còn về cơ bản nó vẫn là đường fructose, nên cũng đừng thần thánh quá nó như vậy. Rồi, glycemic index đây, vai trò của chất xơ cho cơ thể. Rồi, phân chia fructose thành glucose monosaccharide. Mình còn một phút thôi. Các bạn cứ có khách